Các bạn thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang có mặt tại thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Đấy, hiện tại Xuân Hữu đang ngồi dưới một cái cây chè cổ thụ rất là to các bạn ạ. Hôm nay Xuân Hữu đến đây để tham dự một cái buổi sinh nhật của cụ mà gắn liền với biểu tượng chè Phìn Hồ, mà in trên tất cả các bao bì mà có hình tượng của cụ, nó chính là cụ Triệu Mùi Ngính các bạn nhé. Tên hơi khó một tí đấy, Xuân Hữu cũng chưa đọc, chưa thuộc lắm đấy. Thì là hôm nay có một cái lễ rất là to, lễ sinh nhật mừng thọ ở người Dao ở đây người ta gọi là lễ sinh nhật. Thì là tại sao lại gọi như thế, bởi vì nó được tổ chức vào đúng cái ngày sinh nhật của cụ luôn, và ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cụ. Và thầy cũng sẽ đến cúng rất là to, giải hạn tất cả các thứ, xong là cầu bình an sức khỏe cho cụ cũng như cho gia đình đấy. Lên đến với Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đặc biệt lên với thôn Phìn Hồ, thì các bạn không thể không nhắc đến những cây chè cổ thụ San Tuyết ở đây. Có thể nói rằng rất là nổi tiếng, và hình ảnh của cụ đã được in trên bao bì hình ảnh chè Phìn Hồ, và được rất nhiều người trên thế giới biết đến các bạn nhé, vô cùng nổi tiếng. Và để biết được cái cây chè ở đây ngon như thế nào, và cũng như đi trải nghiệm tham dự cái lễ mừng thọ của người Dao có những gì đặc biệt khác với các dân tộc khác, xin mời toàn thể các bạn cùng theo dõi video của Xuân Hữu nhé. Các bạn có thể thấy Xuân Hữu đang ở một cái vườn chè rất là to các bạn nhé. Có thể nói rằng vị chè ở đây có một cái hương vị rất là khác. Khi mà các bạn uống vào nó sẽ ngọt, bắt đầu từ cái cổ họng lên này, rất là ngọt, mà chè rất là sạch các bạn nhé. Ở đây chè sẽ không phun bất cứ một loại thuốc nào hết, sẽ tất cả mọi thứ đều tự nhiên hết. Bà con chỉ hỗ trợ là sẽ tới cỏ làm sạch gốc đấy. Đây các bạn nhé, Xuân Hữu sẽ review cho các bạn xem. Dưới nhà thì các thầy cúng đang làm những thủ tục cần thiết để cúng mừng thọ cho bà đấy. Còn đây là Xuân Hữu chạy lên đồi chè để review một chút cho các bạn biết đồi chè đấy, bên trên nhà bà này. Các bạn thấy không, toàn cây chè rất là to này đấy. Chè to lắm các bạn. Đấy. Sau khi xới cỏ làm sạch xong, bà con sẽ đóng ấy như thế này này. Đấy, những cái thanh gỗ này. Đấy, để giữ cái cỏ cho nó ở dưới cái gốc chè luôn để nó tốt. Chè này thì sạch hoàn toàn rồi các bạn.
Mình làm cái này theo quan niệm của người Dao mình thì có ý nghĩa như nào hả chú? Cái này á? Vâng. Làm cái này có ý nghĩa chứ. Vâng. Từ hồi xưa nó làm cái này nó là làm cái cầu hồn này. Nó hồn đi đâu xa đấy là cái cầu này đi. Gọi hồn theo cái cầu về ấy. Vâng, mình thế là gọi là cái này để cái cầu mình cho hồn về nhà. Để rước hồn về, để hồn có cái đường về đúng không? Ờ. Dạ vâng. ตา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 ต
hồi nhìn tiền phung tê chia ủng kho đoàn hùng số về dẻ dàng xả chia chia ho thiên mượn chia ho tỷ phú chia ho thiên mượn thiên bên con chia ho tỷ phú tỷ bình đòi chia ho nhân mặn xả qua đủ xuân qua xả nà cháo lĩnh xí cháo lĩnh sàn tặng căn giàu tí cháo lĩnh sàn bài khảo nhút bằng man xuê nhún bằng mi cài vân đủng hú san đò ba man xuê bằng cằn giàu đi cho linh san chẳng xế nhu hù chỉ chiếu nhu ta cu trùng và người sư chẳng san à vàng dân nhì và mu nha nàng sinh pha sam đồng hù pha xiên xì nhớ lời thả dân thả dân thả tè sinh quân hộ trì tuân si bao giờ đồ nhân biển phùng tề chiếu khó đoán hùng giống về chẳng chẳng xài tiếc gia phản gia tòa quân thiền nhân mô chẳng là phú điền nhân mô đi đào thì phản gia tòa sinh hòa hình gì có đi đào sản phản gia tòa sinh thiên thái có mình chẳng vẫn phải có chí ý chẳng phải tổng phụ bài địa nào cũng phải không pháp cũng chủ nhà cũng phụ bài phó bài địa sinh thiên thái có mình chẳng vẫn phải đa chẳng nhân hiệu hoa cụ tòa nó đây chí địa kiểu quan trọng sẽ sẵn sàng nhân trọng sẽ xảy ra nó đây giờ lão y lão thợ của mình hỗ trợ nhân cụ và ta ta đang hậu cụ hòa thì ta phá trí ngàn diện chuyển chân chia cũ hùng trình đây nhà hùng sâu suy chưa xây tàu bài ta ta giờ chia chưa ta giờ bài sang ta gì chia chưa ta gì sáng sinh nhung hùng chi chưa nhung ta đằng đào sang giờ lão y lão vừa lão y lão thợ của mình hỗ trợ nhân cụ và ta ta đang hậu cụ hòa thì ta phá trí bài nhà thì chủ ta hùng hữu phản tàng sự sĩ chia giá chiều đằng tòa cụ làm chiều tuấn chiều vàng chiều sáng chiều mày có tài thiết ai không anh ạ? Mày có con nó giải ra là sao là gọi cung đệ bên này à gọi kêu gọi là ma với làm chứng làm chứng vậy như kiểu mình còn đây là cái cầu là cầu để làm giải hạn ạ. Vâng. Đó là ông thầy nhá. Vâng. đang hóa tài giả sĩ quyền số hệ thống tổng chí hóa tài giả sĩ hình chất giả sĩ kiểu chưa tiền do ăn đa số hóa tài giả sĩ hiểu tài tiền đại mẹ tôi tăng trước khi lại tôi hình chất và đây là tại tư gia của cụ Triệu Mồi Nghính các bạn nhé, và hiện tại các thầy cũng đang làm những thủ tục cần thiết. Đấy. Quá
Các bạn ơi, theo như thầy cũng chia sẻ thì bao nhiêu những cái xui xẻo nhỉ thầy nhỉ? Tất cả những cái xui xẻo, những cái vận hạn là sẽ vận hạn đấy. Vâng, sẽ cho một cái quan tài giả này và mình sẽ đem đi giải. Cái này là mình sẽ đem đi đốt luôn hả thầy? Đốt là lên trên có gì cái gì ăn đốt thì nó giải hạn hết đi. Vâng, đốt luôn vâng. Đây các bạn ơi, hôm nay là sinh nhật cụ đây này. Hơi tối tí đây. Đấy. Đấy. Hôm nay sinh nhật cụ, cụ rất là tươi. Năm nay 92 tuổi rồi vẫn cứ tươi. Đấy. Hôm nay sinh nhật cụ, con chúc cụ sinh nhật vui vẻ nhá. Và mấy con cho khán giả con xem hình ảnh của cụ. Cụ rất là nổi tiếng nhá các bạn ơi, bên này ngược sáng cụ đấy, bên này. Cụ rất là nổi tiếng ấy, ở trên thế giới rất là nhiều người biết đến cụ và các nhiếp ảnh gia ở trên nước ngoài, ở nước ngoài vẫn hay về đây chụp ảnh cụ mà cụ nhỉ. Và ở đây 2 ngày ạ. Ở đây 2 ngày ạ. Vâng. Mình cứ rượu chè này là sao cũng đuổi theo được cụ. Ngày xưa chắc là cụ là các chàng trai. Hãy đem bà hú đi tiệm cung quân nhà sản phẩm trí giá đòn về sản phẩm trí giá đòn từ chi sản đòn phú chi trí đòn chẳng dừng đòn chẳng quân tôi dừng có chẳng quân nào dừng đòn. Nếu nào xin đi mình tiền nhất tôi nhận tiền phải ba chân nào xin đi thắng. Nên là sai giang. Và bình thường cụ hoa ủ cho nhiều không chè ít rồi đúng không? Hôm nay cụ hướng dẫn con cách pha chè Phìn Hồ ở đây nhá. Đấy, để chè nó được ngon ngon nhất. Ôi, ôi. Ít quá rồi trời. Ít quá à? Thêm một tí ạ. À? Vâng. Thêm một tí nữa nhá. Rồi. Cái này kìa. Đấy, để cháu uống trà sau này được sống thọ như cụ. Nó phải rửa qua. Vâng. Tráng qua một tí. Bác ngồi đây với con. Bác cháu mình uống chè cùng cụ. Dạ vâng, để con. Tráng qua một tháng này. Thảo hải hả? Vâng, vâng. Để con tráng chè cho nó cho con. Đổ đi. Đúng. Đấy, ngồi cạnh cụ pha chè cho cụ mà luống cuống hết cả lên đấy, chân tay vụng về lắm cụ, chỉ biết hát then thôi.
bạc của bia hát mà hát là bia hát mà bây giờ nó chờ một lúc hát mấy. Các bạn ơi thì cũng chia sẻ các cô thì các bạn thì Xuân Hiếu lần đầu tiên lên đây mà hôm qua thì có hát tặng cô một bài then đấy, mà hôm nay là được uống trà với cụ thì chia sẻ với các bạn thì lên đến Thông Nguyên, đến với thôn Phìn Hồ thì không thể nhắc đến những cái cây chè và hương vị chè ở nơi đây. Và các bạn chia sẻ các bạn biết thì nhà cụ có rất là nhiều chè, và ở đây khu vực này thì cây chè lâu năm nhất là 600 tuổi nhỉ cụ nhỉ, 400 đúng không? Vâng, chè rất là ngon, uống chè để có được cái làn da căng bóng như cụ, mà cụ thì uống chè thường xuyên, ít khi uống nước lọc, đa số là toàn uống chè. Cái này chờ lâu không cụ? Nếu mà các bạn mà muốn mua chè với cụ ấy, thì có thể liên hệ với Xuân Hữu hoặc các bạn có thể lên đây trực tiếp. Địa chỉ ở đây là thôn Phìn Hồ, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Đến đây chờ lâu một ít nhỉ cụ nhỉ? Lâu rồi. Vâng, chờ chè nó chưa ra đó. Cái này ấy. Vâng. Cái này không lâu đâu. Mà tí là uống được nhỉ? Đây cụ đang mặc một những cái bộ trang phục của người Dao Đỏ. Từ cái khăn quấn, cái khăn này ngày xưa quấn khó lắm, không phải ai quấn được. Bao nhiêu lâu rồi cụ lại không đi hái chè nữa? Chờ biết là 20 năm. Ê, 23 đây. 23 năm. Ê, chờ biết là cụ biết nói không? Không biết nói. Nó ra cho cụ. Chè bây giờ ra mới ngon các bạn đấy. Nó chè rất là xanh. Ngon tuyệt vời. Mời các bạn thưởng thức chè cùng Xuân Hữu nha. Chỗ này là nâng đuổi mà ăn no rồi thì không làm cái cờ này như các bạn này không được ăn à, kiêm đã tỉnh nó viên ở nhưng mà ta đây là các bạn, đây là bữa cơm của các thầy các anh em trong gia đình đấy, không, A Báo không phải thầy đâu nhá, đấy cả thầy A Báo nữa chuyển sắp chuyển sang thầy phụ huynh mang tiếng khen A Báo ra để thổi đi cho các thầy nghe thưởng thức bữa ăn vừa nghe có mà có nhà tí nữa rồi anh cứ đi lấy đi mày tuổi đồng viên cái này vẫn được mà chiều nay A Báo cứ thổi giáo không mọi người cứ thổi theo như thầy đây thầy cũng chia sẻ là hôm nay là mâm cơm này chỉ có người con đàn ông thôi, con gái là đang kiêng nhỉ thầy nhỉ? Không, vâng, không tức phải là đang kiêng đâu, phải kiêng không được vào đây. Vâng, là không được vào đây. Cái này chỉ có cái con đực thôi, không có cái con cái. Tối mới được ngồi cùng. Tối mới được. Con gà là ăn gà cúng. Mà cúng thịt cúng, đúng vâng. Luộc. Con là ma ác này là nó vâng. Cúng xong để đuổi đi đúng không mình? Vâng, vâng. Không được động đến. Đúng rồi. Đây là nó cho giải quyết xong hết. Một bữa thôi đúng không? Còn tối nay là mới đi ngồi quây quần bên nhau. Vâng, này con gà ác này. Mà tối nay cũng thế đi, cháu phải ăn nó cũng chưa kịp. Bây giờ cái này rau không? Tối nay các thầy đừng bỏ qua nhá. Bảo này rất hay tìm hiểu về đây thầy biết rồi. Thì quá mát, thời tiết trong lành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lấy đó khổ khổ nhất cũng cháu nhất khỉ mẹ chiều thế chẳng khổ phá thế tu sản tròn quan 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 xiêu sam quân sĩ văn a hoàng văn a văn lê khoi tư quân yam yam văn thọ tuân khoi tư quân hô ngò đại tí xiêu văn quê xiêu lang về ขอสมาขอสมาไม่ใช่จะติดเยอะ ตู่หาเนี่ยตู่หาเนี่ยโอ้ไม่แก่ก็ได้จ้ะเดี๋ยวผมจะไปหลังหน้าเนี่ยพาเนี่ยก็ได้แม้คุณเดียวก็ได้เสียเนี่ยเสี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 ย
ไทสีโตนิยังตุนิยังตุนไทสีโตนิยังตุ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 นิยัง
我叫你多把金鸡来鸡你金鸡鸡你金鸡鸡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 
Thank you.
Nên là không ở lại ăn cơm với cụ được. Cụ cả với cả nhà cứ ăn cơm nhá. Vâng, cụ uống đi ạ. Vâng, con xin cụ cứ để đi. Vâng, con xin nhá. Vâng. Dạ, cụ để. Vâng. Say phu ê ô hầu lâu bam phung ê phê lâu rồi thấy yêu đồn bà tao ê chịu gian nghe thấy đứa nó không chuyện đi dầu thì chèo tu ya sáng xuân nở bi quê yêu đầu tìm khâu ế chân nhân dầu nhá. Mấy mà hai câu nè. Cái bà cái hát này ấy, nhưng mà nó bảo cái hát này nó bảo nhưng mà nó già rồi, nhưng mà cũng mong là các cháu nó có mấy con trai, ba con trai, đứa thì gái, bốn đứa gái, nó xong là về đây nó sinh nhật của nó, vâng, nó là cả làng khách qua nó cùng nhau về ủng hộ bà, vâng, sinh nhật vui vẻ tốt đẹp, vâng, tất cả mình khỏe đấy, ba gọi đấy cái cỡ bài hát này, vâng, con cảm ơn ba nhá, cảm ơn ba, cảm ơn cụ nhá, tuyệt vời quá. Vâng, bởi vì bây giờ cao quá rồi nhỉ, cây chè nó cao thì cụ không leo trèo được nhiều nữa, chắc phải chè ra rồi đấy. Ôi, vẫn chưa đỡ đỡ được rồi. Này, đó ra ba chén nữa, ba. Bắt đầu một lúc nữa mới ra cụ ạ, chưa ra hết đâu. Con mời cụ. Đấy, chè nhà cụ thôi. Bác ơi, muốn lúc nào xong lại làm ly chè, làm ly chè. Vâng, con chào. Vâng, mời các bạn thưởng thức chè cùng Xuân Hữu. Hay, hay, không, ok. Vâng, một lúc nữa. Vâng, hai anh cameraman tí nữa sẽ uống sau. Không được ạ. Nóng quá. Vâng, một lúc nữa. Vâng. Vâng. Vừa nóng vừa ngon. Vâng. Vâng. Cháu thấy là nó hơi chát và thanh thanh, và bây giờ bắt đầu mới thấy ngọt. Lúc đầu thì chưa đâu. Lúc đầu cụ thì nhỉ? Đáng. Vâng. Xong rồi lúc ngọt. Vâng. Bây giờ lại thấy ngọt dần ở cái cổ họng này lên mà thấy chép môi suốt ngày. Bây giờ vẫn đang chép. Phải nói là thật sự là trà rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ thì Xuân Hữu cũng rất là bí từ để tả được cái cảm giác uống cái chè đấy ngon như thế nào.
đấy, nếu mà các bạn muốn thưởng thức, muốn biết được cái vị của trà này thơm ngon như nào, các bạn hãy đến ngay đây và thưởng thức trực tiếp thì mới cảm nhận được cái vị ngon của trà nơi đây các bạn nhá. Hôm nay đến đây là con cũng rất là vui và vinh dự được ngồi trò chuyện với cụ, và cảm ơn cụ và gia đình đã đón tiếp các con rất là nhiệt tình. Cảm ơn cụ rất nhiều. Và ngày hôm nay là sinh nhật cụ, con chúc cụ là sức khỏe này, luôn trường thọ. Đấy, chúc gia đình cụ là luôn luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc cụ nhá. Đấy. Dạ vâng, con cảm ơn cụ nhá. Vâng. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video mà Xuân Hữu lên đây trải nghiệm, mà vừa được đi du lịch, vừa được thưởng thức trà, và đặc biệt ngồi trò chuyện với cụ Triệu Mùi Nính, một người rất là nổi tiếng. Hình ảnh của cụ thì đi rất là nhiều nước trên thế giới được biết đến, và các nhiếp ảnh gia nước ngoài cũng về đây để chụp ảnh với cụ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.